là một trong những thành phố biển đẹp nhất Việt Nam, Vũng Tàu được xem là điểm đến du lịch hấp dẫn của du khách với vẻ đẹp thiên nhiên cùng nhiều điểm du lịch thú vị. Tại trái tim của thành phố biển xinh đẹp Vũng Tàu, một quần thể nghỉ dưỡng 5 sao chuẩn quốc tế được dày công kiến tạo với những giá trị tinh túy nhất, nơi sở hữu trọn vẹn vẻ đẹp của thiên nhiên thuần khiết, khơi dậy mọi giác quan với những trải nghiệm đỉnh cao và thăng hoa cảm xúc. The Marriott Vũng Tàu, trái tim thành phố biển. Sở hữu vị trí độc tôn ngay trung tâm thành phố Vũng Tàu, The Marriott Vũng Tàu không chỉ mở ra cơ hội vàng kết nối với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, mà còn hưởng trọn nhịp sống sôi động và tiềm năng phát triển hàng đầu khu vực. Bởi đây là trung tâm mới của thành phố Vũng Tàu, nơi tập trung mọi dịch vụ, tiện ích hàng đầu và các danh thắng nổi tiếng. The Marriott Vũng Tàu bao gồm 192 biệt thự biển Serenity, 3 tòa tháp căn hộ Alaric, Atlantic, Polaris cùng khách sạn 5 sao The Marriott Hotel được quản lý, vận hành bởi Absolute Hotel Service, thương hiệu Estin Grand Hotel, với mật độ xây dựng chỉ khoảng 21%. Dưới bàn tay tài hoa của các kiến trúc sư thuộc Tama Architects, tập đoàn tư vấn kiến trúc hàng đầu của Pháp, The Marriott Vũng Tàu trở thành tuyệt phẩm nghỉ dưỡng hoàn mỹ, được chất chiêu từ những tinh hoa của vùng đất biển Vũng Tàu. Như một nét chấm phá giữa những sắc màu sôi động là tổ hợp tiện ích Oceanic của The Marriott với cầu tàu Huntington California, lãng mạn dành cho các cặp đôi, nhà hàng nổi Panorama, khu làng biển Coral Club, bến du thuyền, nơi du khách được đắm mình sâu lắng vào giai điệu của sông nước và hơi biển cả mênh mông. Du khách sẽ không khỏi nao lòng trước hương vị khó quên của những chai rượu vang hảo hạng, mang đậm giá trị thương hiệu của The Marriott trong không gian ấm áp và lãng mạn tại hầm rượu vang dưới đáy biển. Tọa lạc ngay vị trí trung tâm của The Marriott, với thiết kế lấy cảm hứng từ những cánh buồm no gió, tòa tháp Alaric Tower được thiết kế thoáng đẳng, với tất cả căn hộ đều ôm trọn tầm nhìn hướng biển. Sở hữu hệ thống cửa kính lùa rộng cùng khu ban công thông thoáng, giúp chủ nhân chiêm ngưỡng trọn vẹn cảnh sắc thiên nhiên và làn gió biển mát lành. Sở hữu căn hộ condos tòa tháp Alaric là sở hữu những tiện ích cao cấp nhất của cả The Marriott nói chung, Alaric Tower nói riêng, mang lại phong cách luxury e-personal ngay từ bước chân đầu tiên vào cổng chào thiên đường này. Các căn hộ Marriott Vũng Tàu được thiết kế lấy cảm hứng từ thiên đường nghỉ dưỡng ở Hy Lạp, với gam màu trắng sáng mang phong cách châu Âu cổ kính nhưng không kém phần hiện đại. 100% căn hộ đều có ban công thông thoáng hướng từ cửa nhà, view trực tiếp biển Chí Linh, đem lại nguồn ánh sáng cho cả căn hộ. Lớp tiện ích xanh, lành, mạnh lại giúp cân bằng cuộc sống, xoa dịu tâm trí với dòng sông cảnh quan Rolling Canal, một trong những điểm nhấn tại quần thể nghỉ dưỡng The Marriott. Tháp cối xây gió với kiến trúc ấn tượng, đại lộ Four Seasons với 4 mùa ngập tràn sắc hoa độc đáo. Quảng trường cối xây gió Mulling Road được xem là điểm check-in hấp dẫn nhất tại Vũng Tàu. Kiến trúc độc đáo mang đậm nét lãng mạn của Paris, kết hợp cùng với ánh sáng khi về đêm và dòng sông Rolling Canal thơ mộng, tạo nên không khí nên thơ, quyến rũ đầy tính nghệ thuật. Đặc biệt, khu biệt thự 5 sao Serenity phiên bản giới hạn với toàn bộ 192 căn biệt thự đều sở hữu view nhìn hướng biển cùng phong cách kiến trúc châu Âu sang trọng, mang đến những trải nghiệm nghỉ dưỡng hài hòa với thiên nhiên. Tinh tế, thanh lịch và sang trọng, thiết kế nội thất biệt thự Serenity mang hơi thở thuần khiết và nguyên bản từ các chất liệu thô mộc. Thiết kế kính tràn trọng giúp các căn biệt thự đón trọn vẻ đẹp hoàn mỹ của biển và không gian xanh mát của sân vườn. Trải dọc mặt tiền biển dài gần 500m là tổ hợp tiện ích Epic và 5S với Beach Club, hồ bơi tràn bờ với diện tích mặt nước hơn 2.200m², công viên nước trẻ em, khu thư giãn và tắm nắng Nest Cabana, kết hợp với chuỗi nhà hàng ven biển với sức chứa hơn 1.000 lượt khách. Đây là một trong những lớp tiện ích tạo nên một thương hiệu nổi tiếng The Marriott Vũng Tàu. The Marriott Vũng Tàu, trái tim thành phố biển.